Đó, bé mèo Kiki đang ngoài chỗ bãi cỏ này bạn này. Okay. Kiki, cho các mẹ xem mặt tí nào. Hôm nay chân phải của em bị hơi bị đau nhé. Em là một bé mèo bị đau chân phải, khổ thân em cực kỳ luôn. Bổ sung thêm canxi cho em đúng không? Con đấy. Các bạn đang xem video trên kênh Kitten Meo VN. Các bạn thấy video thú vị thì cho mình xin một like. Chính các bạn xem video thì thú vị cho mình xin một like và đăng ký kênh của channel mình nhé.